Chương 3. Thù lao luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự. Điều 18. Mức trần thù lao luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự. 1. Mức thù lao luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự do khách hàng và văn phòng luật sư công ty luật thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý dựa trên các căn cứ quy định tại khoảng 1 điều 55 của luật luật sư và được tính theo giờ hoặc tính trọn gói theo vụ việc. Nhưng mức cao nhất cho một giờ làm việc của luật sư không được vượt quá 0,3 lần mức lương cơ sở do chính phủ quy định. Thời gian làm việc của luật sư do luật sư và khách hàng thỏa thuận. 2. Khuyến khích văn phòng luật sư, công ty luật miễn giảm thù lao luật sư cho những người nghèo đối tượng chính sách. Điều 19 thù lao và chi phí cho luật sư trong trường hợp luật luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng. 1. Đối với những vụ án do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu luật sư thì mức thù lao được trả cho một ngày làm việc của luật sư bằng 0,4 lần mức lương cơ sở do chính phủ quy định. 2. Thời gian làm việc của luật sư được tính bao gồm A. Thời gian gặp người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, B. Thời gian thu thập tài liệu, đồ vật, tình tiết liên quan đến việc bào chữa. C. Thời gian nghiên cứu hồ sơ và chuẩn bị tài liệu. D. Thời gian tham gia phiên tòa. D. Thời gian hợp lý khác để thực hiện việc tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng. Thời gian làm việc của luật sư phải được cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trực tiếp giải quyết vụ án, xác nhận. 3. Ngoài khoản tiền thù lao trong quá trình chuẩn bị và tham gia bào chữa tại phiên tòa và các cơ quan tiến hành tố tụng, luật sư được thanh toán chi phí tàu xe, lưu trú theo quy định hiện hành về chế độ công tác phí cho cán bộ công chức nhà nước đi công tác trong nước. 4. Cơ quan tiến hành tố tụng đã yêu cầu luật sư tham gia tố tụng có trách nhiệm thanh toán theo đúng quy định về thù lao và các khoản chi phí nêu tại khoản 1 và khoản 3 điều này nguồn kinh phí chi trả được dự toán trong ngân sách hàng năm của cơ quan tiến hành tố tụng năm ngoài khoản thù lao và chi phí do cơ quan tiến hành tố tụng thanh toán luật sư không được đòi hỏi thêm bất cứ khoản tiền lợi ích nào khác từ bị can bị cáo hoặc thân nhân của họ